Hello cô chú anh chị em và tất cả đồng nghiệp nha. Bữa nay cũng ngày thứ ba phát hiện cánh tay và cái chân của tượng thần Vishnu. Anh em cũng loại rất đông luôn các bạn. Mỗi ngày mỗi đông lên. Anh em cũng hiếu kỳ muốn tìm hiểu về cái chân và cái tay đó phát hiện ở đâu. Anh em cũng thập phương xứ xa đồ lợi không à các bạn ơi. Cũng tấp nập không à, ngày bữa nay là ngày thứ ba phát hiện được cái chân và cái tay đó các bạn. Mong các bạn đồ thấy mình trong bình luận hoặc là cái gì có không phải, mong các bạn bỏ qua cho nha. Mình cũng không có nói nhanh được các bạn, mình nói chuyện không nói được nhanh các bạn, cái lưỡi mình hơi lớn á các bạn. Có cái gì mà mình nói không phải, mong các cô chú và anh em bỏ qua cho mình. Thôi không nói nhiều nữa, hãy ra xem một ngày thứ ba khách lợi như thế nào và tìm hiểu thêm cái chân và cái tay của tượng thần Vishnu như thế nào. Mời các bạn vào trong cùng xem với mình nhé. Cái này toàn là khách xứ xa lại không nha các bạn, khách xứ xa lại không, ngày thứ ba rồi mà khách vẫn lại còn tấp nập luôn các bạn. Chỉ còn một cái giò và hai cánh tay nữa là đủ bộ phận của thần Vishnu nha các bạn. Chỉ còn nhiêu đó thôi là đủ bộ phận rồi, gái cho ngài được hiển linh để cho thấy toàn bộ cái thân thể của ngài luôn nha các bạn. Mình cũng mong là được vậy. Đây khách thập phương đồ loại rất đông và tìm hiểu thêm về cái chân cái tay. Thôi hương ngay ngút các bạn. Này cô chú rồi đốt nhang đốt gì cầu nguyện cho bình an đồ, cho mạnh giỏi. Mạnh an rồi cái gì cũng được. Đó. Bà ở đâu à, bà ở đâu lại bà? Ở Long Mỹ. À ở Long Mỹ lại, bà ở Long Mỹ lại nè quý vị. Tỉnh Vĩnh Long huyện Tâm Bình. Dạ. Ở Long Mỹ. Chúc bà nhiều về nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Cầu gì được đó. Dạ. Có hai chị xinh đẹp cũng lại tham quan luôn rồi các bạn. Chị xin hỏi chị ở đâu lại vậy? Em ở Vĩnh Long. Cũng ở Vĩnh Long chỗ xứ bà cụ này phải không? Dạ đúng rồi, đi đồn. Chúc chị về mà ăn được như ý muốn nha. Nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đây ở Vĩnh Long lại cũng tìm hiểu thêm nè các bạn. Người to thượng à. Đây rồi còn mấy đứa nhỏ thì nó móc đất để cho bà con cô bác thập phương lại để thỉnh về để chân nhang để thờ cầu nguyện đây các bạn. Tí nữa mình sẽ vào trong vào xem bức tượng ngày thứ ba như thế nào. Đây. Cũng nhờ vậy mà bà con cô bác ở đây cũng bán đồ cũng rất khá rất được luôn các bạn ơi. Tấp nập khách thập phương lại cũng mua cũng bán được. Đây chị này cũng mua nhang ra ngoài khấn giái đây. Chị ở đâu lại chị? Em ở Cần Thơ. Cần Thơ cũng lại tới đây luôn đó các bạn. Cờ đỏ ha, cờ đỏ ha. Đây bà chị dân cờ đỏ không à. Chúc anh chị cầu gì được đó và luôn luôn nhiều sức khỏe nha. Rồi ở Vĩnh Long lại nha các bạn, ở Vĩnh Long xa xôi, huyện cờ đỏ. Dạ. Đi nghe người cờ đỏ luôn à. Rồi nghe Phật nổi linh quá đây lại đốt nhang cầu. Gất lên chị, gất lên luôn. Ai mà nhức mỏi rồi vuốt nghe nói hết nhiều người đó, ta cũng lại dẫn lại. Chúc anh chị cầu gì được đó đi, về cho mừng ăn may mắn luôn luôn, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe nha. Đây anh cũng thỉnh bức tượng về thờ luôn. Rất đẹp luôn ha anh.
cầm cái nhang lên lấy rồi. Anh cũng thỉnh bức tượng thần Vishnu về thờ đây. Quá đẹp luôn các bạn. Các bạn nhớ lại đây, các bạn thỉnh một bức về thờ nha. Anh em ở xứ xa lại à. May mắn đem về. À. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ dạ dạ. À, chị bán ở đây được không chị? Bán cũng được chút đỉnh. À cũng nhờ vậy mà cũng bán cũng đỡ được, nha. Tôi mới bán bữa nay à. À cho chút chị bán ngày đầu tiên được được hết luôn. Bán đau sạch đó. Ờ à, đây nè. Ai có lại đây giúp kẹo chị mua kẹo nha. Đây chị bán kẹo và nhang thôi. À mới bán lần đầu tiên cho bữa nay cho sạch sẽ luôn. À, cho sạch sẽ. À, cho thằng Whitney phù hộ độ cho chị bán cho hết luôn, hết sớm. Hết sớm. Đây dùng đất nơi đây rất rộng lớn luôn nha các bạn. Đây khách cũng lại tham quan rất đông luôn các bạn. Những bức tượng này bán cũng rất đắt. Đây cô chú mua bức tượng đem về để thờ đây các bạn. Cô chú ở xa là cũng mua bức tượng về thờ. Ở cô nấu nạ món chứ. Đây cô cũng thỉnh bức tượng về thờ đây các bạn. Nhiều cô. Cô này không biết tiếng Việt đâu các bạn ơi. Mình sẽ vào trong để tham khảo thần Vít Nô nha. Tại cô nhiều cô ở xứ xa lại cũng không biết tiếng Việt đâu các bạn. Thành ra ta nói không có gần, ta không có muốn nói. Thì cô bác cúng giái rồi cũng ta cũng về hết rồi các bạn. Đây vào bên trong để mình chiêm ngưỡng thôi. Ở trên có camera nha các bạn. Đây tượng thần ngày thứ ba phát hiện đây các bạn. Đây cánh tay của ngài đây các bạn. Hình như là cái này cầm cây gậy thì phải các bạn ơi. Ủa ông biết cái cánh tay đó cầm cái gì không? Không cầm cây gậy của ổng thì dưới đất đó. Cây gậy á hả? À, cầm cây gậy. Vậy là cánh tay của thằng Whitney này là cầm cây gậy nghe các bạn. Tay nè. Dạ dạ. Tay nè. Dạ, cái này là cầm cây gậy đó phải không? Dạ dạ dạ. À, nặng không? Cũng nặng á các bạn ơi, quá nặng luôn các bạn. Cỡ mấy ký không? Cỡ cái này cỡ 3 ký, 4 ký à. Dạ. Cánh tay đó là nặng cỡ 4 ký nha các bạn. Cầm cây gậy nha. Mình hỏi ông bác ngồi tại giữ tượng này, ông nói cầm cây gậy nha các bạn. Còn bên đó thì cái giò các bạn ơi. Chỉ con khúc thôi. Cái này ông cụ tha dầu dừa cho bức tượng nha các bạn. Phải dầu dừa không? Dầu dừa. À, tha dầu dừa cho bóng các bạn ơi. Tha step đi đó. Tha cầm step.
đông và tham quan trong khu viên chùa. Nơi đây Phật tử có được trang sức, nữ trang, tiền bạc. Đây là dầu dừa nha các bạn. Dầu dừa có mà. Dạ. Thôi video tới đây cũng kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn xem nhiều sức khỏe nha. Nhớ đăng ký cho mình, ủng hộ cho mình một like, một share và một đăng ký để cho mình có động lực làm video ra mắt tốt hơn, hay hơn nữa nha các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào.